Chào anh em nhá. Ơi. Mẹ điều hàng hot mới hit này, quay lên ngại quá nhỉ. Nhà được bao nhiêu cây rồi cô? Bạn thiếu á? Không, nhà cho đủ cho người ta đi. Chào anh em nhá. Phong Linh này. Phong Linh của nhà mình này. Hàng này, hai này. Đây, từ mặt đất đây này. 4 6 80 phân này. Mẹ cây cây cứng đẳng cấp luôn anh em nhá. Hàng bầu đất thịt ở dưới đất tỉnh Hưng Yên này chắc không có đối thủ anh em. Đây, anh em nhìn này. Úi, ném cây từ trên đường dưới luôn. Chiếc cái nào mình đền nhá. Mình đang có hơn 1 vạn. Em nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì vào Sài Gòn mà mua nhá. Ê, mình. Ô sao cái bác này loan nọ khách hỏi biểu 1 mét không có mà mẹ tốt này nhỉ. Bác này loan anh em nhá. Nọ không nhận biểu mà hôm nay sao tốt đấy nhỉ. Cái này trên mét hết rồi. Sao mà ăn nhỉ. Đủ hàng hay chưa bà ơi. Vẫn không đủ hàng á? Đánh tiếp đủ hàng rồi ra đi. Vâng. Đây, cây của ông em tôi đây. Ôi dồi ôi, ông em tôi. Đây, các bạn này nhìn này, gốc này. Gần bằng ngón tay út hết rồi nhá. 2 4 6 80 phân chưa đến cái ngọn này. Nó là đẳng cấp rồi anh em nhá. Cháu chào bác Xiêm nhá. Chà là bố vào khách chưa bà? Không. Chà là đẹp này. Đây. Toàn bộ khách hết này. Hột vườn vú sữa từ 1 mét 1,5 mét anh em nhá. Hàng của nhà mình này. Ấy. 1 đến 1,5 mét nhá. À, chỗ này có 3.400 cây. Này, như cái loại như cây này là đạt biểu 1 mét trở lên rồi anh em này. Chào mọi người. Đấy, như cây này là biểu 1 mét này. Chỗ này là mới vào bầu được 20 ngày này. Thôi chào anh em nhé.